Bạn có biết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam, gồm những thanh niên tiên tiến? Mục đích phấn đấu của tổ chức đoàn vì mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội được phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội như Cương lĩnh năm 1991 thông qua tại Đại hội 7, Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, trên cơ sở tổng kết thực tiễn tư duy nhận thức lý luận. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khái quát thành 8 đặc trưng như sau. Một là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hai là do nhân dân làm chủ. Ba là có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Bốn là có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Năm là con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Sáu là các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Bảy là có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tám là có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới, với bản lĩnh chính trị, tư duy cách mạng nhạy bén trong thực tiễn công tác, lao động. Đó là nguồn động lực cho tuổi trẻ thanh niên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên CNS luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, đoàn kết sáng tạo trên mọi mặt trận, dám nghĩ, dám làm, dám phát triển, dám thành công.